Đánh bại U19 Thành phố Hồ Chí Minh 1-0, U19 Hoàng Anh Gia Lai do huấn luyện viên Guillaume Gracien dẫn dắt mở toang cánh cửa vào bán kết. Chiều ngày 22 tháng 6, ở lượt trận thứ 2 của bảng A vòng chung kết U19 quốc gia năm 2020, bàn thắng duy nhất của Quốc Việt đã giúp U19 Hoàng Anh Gia Lai 1 có được chiến thắng đầu tiên tại vòng chung kết. Thầy trò huấn luyện viên Guillaume Gracien hiện đang có được 4 điểm sau 2 lượt trận và gần như cầm chắc một tấm vé vào chơi ở bán kết. Một kết quả hòa trước chủ nhà PVF trong ngày ra quân là cơ sở để U19 Hoàng Anh Gia Lai 1 nhập cuộc hết sức tự tin trước U19 Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn quân của huấn luyện viên Guillaume Gracien chơi áp đảo ngay ở giai đoạn đầu của trận đấu mà không cần thăm dò quá nhiều. Bàn thắng vì thế cũng đến rất nhanh với đội bóng phố núi. Phút thứ 12, Phan Du Học có pha leo biên chống chải bên cánh trái trước khi thực hiện đường tạt bóng như đặt để tiền đạo Nguyễn Quốc Việt đánh đầu cận thành mở tỷ số cho U19 Hoàng Anh Gia Lai 1. Sau bàn thắng này, các cầu thủ áo trắng còn tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm khác. Trước sự chứng kiến của huấn luyện viên trưởng U19 Việt Nam Philippe Trussier cùng giám đốc kỹ thuật câu lạc bộ Hà Nội Jürgen Gede, U19 Hoàng Anh Gia Lai thi đấu áp đảo và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm. Đáng kể nhất là tình huống đội trưởng Thanh Khôi bấm bóng tinh tế để Nhĩ Khang thoát xuống đối mặt thủ thành Phương Đức, song tuyển thủ mang áo số 16 này lại dứt điểm ra ngoài khá vô duyên. Bước sang hiệp 2, thế trận chẳng khác là bao khi U19 Hoàng Anh Gia Lai 1 tiếp tục chơi với thế cửa trên, kiểm soát bóng vượt trội so với đối thủ, tạo được một thế trận tốt, song các học trò của huấn luyện viên Guillaume Gracien thường xuyên khiến các cổ động viên phải ôm đầu tiếc nuối vì sự cẩu thả và vội vàng ở những động tác xử lý cuối cùng. Ở quãng thời gian cuối trận, U19 Thành phố Hồ Chí Minh trong thế không còn gì để mất đã vùng lên tấn công mạnh mẽ, song đội bóng thành phố mang tên Bác vẫn bất lực trong việc xuyên thủng màn lưới đối phương và đành chấp nhận trận thua với tỷ số tối thiểu 0-1. Thất bại này cũng đã chính thức khiến thầy trò huấn luyện viên Hà Vương Ngầu Nại trở thành cái tên đầu tiên dừng bước ở vòng chung kết U19 quốc gia năm 2020. Còn U19 Hoàng Anh Gia Lai 1 có 4 điểm sau 2 lượt trận và vẫn còn trận đấu cuối cùng với U19 An Giang để giành tấm vé vào bán kết. Dù có được chiến thắng nhưng U19 Hoàng Anh Gia Lai 1 vẫn chưa thực sự tận dụng tốt những cơ hội có được trong trận đấu với U19 Thành phố Hồ Chí Minh. Các tiền đạo vẫn còn bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Lý giải về điều này, huấn luyện viên người Pháp Guillaume Gracien cho hay: Quốc Việt trong các buổi tập có kỹ năng ghi bàn rất tốt. Trận trước có ít nhất 3 cơ hội nhưng cậu ta không ghi bàn được. Trận này có được 5 cơ hội nhưng chỉ một lần lập công. Có thể là do yếu tố tâm lý và thời tiết nắng nóng hiện tại cũng là lý do. Không chỉ riêng mình Quốc Việt mà còn rất nhiều cầu thủ U19 Hoàng Anh Gia Lai 1 chưa thể hiện được đúng phẩm chất của mình. Đội trưởng Thanh Khôi là một ví dụ, cậu ta là mắt xích quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của tôi. Thế nhưng lúc này vẫn chưa chơi đúng với năng lực. Có thể học trò của tôi bị áp lực đá giải, tôi sẽ động viên để họ chơi tốt hơn nữa. Hôm nay hai hiệp đấu với 12 trận đấu. Hiệp đầu tiên thì các cầu thủ Hồ Chí Minh không áp sát, họ thủ đường sân nhà nên các cầu thủ Gia Lai có nhiều cơ hội được ghi bàn. Và nếu các cầu thủ Gia Lai có cơ hội tận dụng tốt hơn thì hiệp hai có tỷ số nhiều hơn thì hiệp hai sẽ kiểm soát cái trận tốt hơn. Còn hiệp hai thì các cầu thủ Gia Lai bắt đầu áp sát, khi đó thì các cầu thủ Gia Lai lại không kiểm soát được cái trận. And with the weather, I'm sorry, but 40 degrees, it's impossible to play football at this time. And we play in 2 days again. So in 2 days, the body need minimum 70, 48 or 72 hours for recovery at 100%. Và cái mặt độ trận đấu quá dài, các cầu thủ cần phải 48 đến 72 giờ để phục hồi. Và các cầu thủ chơi 2 ngày mà liên tục như này thì rất là khó. So that's the game of some games, bad and poor.
Nhưng với cái thời tiết như này thì rất khó là các cầu thủ phải chơi đúng sức của mình, như trận đấu thì cái chất lượng không tốt, không cao. Tập trung mặt chiếc sự đeo lên phong của sự đẹp. Nói chung là thành công vẫn chưa thể hiện được những gì thành công không. But if I have just one player, it's okay. Because there is some players, they are not at the same level. Và điều này không phải chỉ mình thành công mà các cầu thủ khác cũng đang gặp vấn đề. Em chưa thể đủ khả năng của mình. And this is maybe psychology reason or outside reason. So it's difficult. Ông nghĩ thì ông nghĩ nhiều khi các em đang bị vấn đề tâm lý ngoài bóng đá, tâm lý về gia giải các thứ ảnh hưởng cái trường hợp các em. Cơ gì cũng tốt cho mình. Mình thấy cơ là một thứ rất là quan trọng. Vâng. Về cầu thủ số 7 Quốc Việt ngày hôm nay, Việt có nhiều cơ hội tốt nhưng mà chưa tận dụng được thì cũng có phải là tâm lý không? I don't know. At the training we shoot 3 times to score 2 goals. In a game you have 2 opportunities for 1 goal, and today you have 5 to score this one. So I think the head and the results are very important. We are outside, we are hot with our training, so when the player has won, I don't take the weight machine. But I'm sure they lost 3 and 4 kilo during the meeting. Nói chung công việc trong buổi tập, các buổi tập thì công việc là có kỹ năng ghi bàn rất là tốt. Nhưng ngày hôm nay, ngày trận trước thì có 2-3 cơ hội công việc thì đi 1. Hôm nay có tới 5 cơ hội công việc thì đi đó 1. Thì ông nghĩ là vấn đề về tâm lý hoặc là vấn đề thời tiết ảnh hưởng công việc rất là nhiều. Và nếu mà ông có một cái công thì ông coi các cầu thủ trước khi đá và sau khi đá thì các cầu thủ mất 3-4 cứ trời quá đấy. Like a striker, you have some period and you can shoot and close your eyes to score, and you have some period when you lose confidence when you lost one game to get it, and after you are looking back on a bad circle. So we will try to change up. And today it's score, so it's good for the next game, right? Chúng tôi đã ghi bàn, chúng tôi sẽ có hành động liên tiếp trận tới. Chúng ta biết tiền đạo đôi khi nhắm mắt của mình ghi bàn thì họ cảm giác tốt, cảm hứng tốt. Còn có những tiền đạo thì thời điểm đó dù họ có cố cỡ nào thì bóng không còn lưới, được chấp nhận. Anh vắng luôn để trước về trận đấu ngày hôm nay không? Có những điểm mà cần lưu ý trận đấu này. Thứ nhất là về thời tiết, hầu như tất cả đội là thời tiết quá nắng nóng. Kể cả khi mình đi đấu 4 giờ thì cũng không thuận tiện, phải đi cho đội bóng của tôi mà hầu như tất cả đội bóng. Cái thứ nhì nữa thì tôi cũng chúc mừng cho đồng nghiệp của tôi là ông John thì đã giành thắng lợi tối thiểu để đặt một chân vào vòng bán kết. Riêng về đội nhà thì tôi có một cái hiệp nhất bị ảnh hưởng về thời tiết cũng như là về vấn đề tâm lý, các em chơi chưa đúng sức, nhưng qua hiệp hai chúng tôi đã kiểm soát bóng nhiều hơn, chơi tốt hơn. Và mặc dù tôi 1-0 thì cũng cảm ơn sự cố gắng nỗ lực của đội. Anh là từng làm việc với cái nước đầu tiên của anh thì mới không được. Và bây giờ thì đã họ sang nước thứ tư. Theo nhận xét thì nước đó là nước hiện tại nó có cái điều khác biệt như thế nào? Chân giá của anh thì nước nào là nước cũng hay hơn? Thực ra để đánh giá này thì nó ngoài cái như câu hỏi bạn cũng sẽ rất là khó trả lời, tại vì là mỗi cái giai đoạn huấn luyện nó khác nhau. Tôi sẽ đứng chính là tôi tham gia cái đội U19 Việt Nam, tôi tạm dự là chỉ trong một năm 2014 chứ không phải ngay cái lứa của Phượng ngay từ đầu. Thành ra mình thêm đội trong một năm thì trước đó người ta đã có quá trình, còn 10 năm trước đấy là khi là những đứa trẻ. Còn đây thì cái lứa mới sau này là 2001 2002, nhiều khoa sau. Thì tôi cũng nghĩ rằng là dường như là trong cái quy trình huấn luyện hoặc là trong những cái vấn đề của VNC có những cái điều chỉnh cho nó phù hợp với hoàn cảnh đá Việt Nam hiện giờ. Thành ra là mỗi cái lứa thì nó sẽ có những cái đặc sắc riêng của nó. Nhưng thật sự mình nói với cá nhân tôi thì tôi rất là thích cái loại chơi của cái lứa 1. Các bạn xem xong nhớ cho chúng mình một like, share và subscribe nhé.